giàu. Bà qua lấy con cái của trong tủ ở trong bếp ấy, bà tháo cái ra đấy ra mà lắp vào, bà tháo cái bình ga của ông chủ ra mà lắp vào. Bà quay mà gọi thằng Bằng lên đưa cho chiếc, và đây cũng có số điện thoại thằng Bằng đâu. Vậy em ấy hành tây này mọi thứ bị lắm, cái đập đây là nha bà. Đang làm gì đây? Thôi rồi ấy. Nó bảo thôi rồi ấy. Xong là thôi rồi thằng này bảo. Hai giờ về đây. À, thì tổ chức xong rồi 3 giờ à? Múc luôn. Về. Anh nhá.
Sao? Ý kiến gì? Ừ. Ý kiến gì? Con. Khoanh tay vào xin lỗi chú đi. Khoanh tay vào. Thôi ăn tiếp đi, ăn. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
có phải pin chém nó vừa thôi chứ quay đâu quần rách đấy, con này nhắn cho thằng đấy, thế là thằng đấy đưa cho em nhắn tin hộ, thế là em nhắn tin với nó, nhắn tin thế là đang đang làm đây pin. Ông để em về vậy sao được, hai tay vậy sao đi qua cái cột chứ được. Còn quay mấy ông này em đi đến đi quay hết cho. Ôi chen hết đi. Đéo mình thì nào. Đéo kéo 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 kéo. Cười thế nào? Nhớ đi nhớ đi. Mấy em muốn đi quan anh bé nào? À, chụp chụp.